Thông tin từ chiến trường cho thấy tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh viện trợ cho Ukraine đã chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của quân đội Nga. Ít nhất là trước loại tên lửa này, phòng không Nga không có chút khí thế quyền lực nào. Đây là vũ khí có thể thay đổi chiến trường, gây ra những vấn đề hậu cần mới cho Nga và tăng cường đáng kể khả năng tấn công tầm xa của Kiev. Một đoạn video từ ngày 1 tháng 7 cho thấy lực lượng phòng không Nga đang cố gắng đánh chặn một tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine trước khi nó bắn trúng mục tiêu trên mặt đất. Nhưng bất chấp Nga có nỗ lực như thế nào, mọi chuyện cũng không thành công. Tên lửa đất đối không vạch những vệt trắng thẳng lên bầu trời xanh, dường như cố gắng đánh chặn các mục tiêu đang lao tới. Tuy nhiên, bất chấp Nga liên tục phóng những tên lửa phòng không này, một vụ nổ lớn đã xảy ra trên mặt đất cách đó không xa. Điều đó cho thấy rằng, người Nga có thể đã phát hiện ra tên lửa Storm Shadow đang lao tới nhưng không thể cản chúng. Dù sao, ít nhất thì hệ thống phòng không cũng đã được kích hoạt, chứng tỏ họ đã phát hiện ra mối nguy hiểm. Nhưng phát hiện là một chuyện, giải quyết được nó hay không lại là chuyện khác. Đoạn video đã ủng hộ những tuyên bố trước đây rằng các hệ thống phòng không tầm ngắn của Nga gặp khó khăn trong việc theo dõi và đánh chặn tên lửa hành trình có khả năng tàng hình. Phân tích cho rằng tên lửa Storm Shadow vốn có khả năng tàng hình nhất định là mối đe dọa rõ ràng đối với hầu hết các khu vực hậu tuyến quân đội Nga. Và việc hệ thống phòng không hoạt động kém hiệu quả càng làm tăng thêm mối nguy hiểm này. Cảnh chiến đấu trong video cho chúng ta thấy là chỉ cần một số ít tên lửa hành trình Storm Shadow để áp đảo các công sự, cầu và các địa điểm hậu cần cố định quan trọng của Nga. Cuộc phản công của lực lượng Ukraine không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến trường và chứng minh rằng tên lửa hành trình Storm Shadow hoàn toàn có thể xuyên thủng hệ thống phòng không được bố trí dày đặc của Nga. Điều này sẽ có tác động lớn đến các hoạt động tác chiến trong tương lai. Storm Shadow là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không được Anh và Pháp hợp tác phát triển, đã từng được sử dụng trong một số cuộc xung đột ở Trung Đông. Loại tên lửa này có thể bay ở độ cao thấp để tránh bị phát hiện. Tên lửa Storm Shadow bóng bão được thiết kế để thâm nhập sâu vào các mục tiêu cứng. Nó được trang bị công nghệ bắn và quên cùng hệ thống dẫn đường hoàn toàn tự động. Bóng bão có chiều dài 5,1m, sải cánh 3m, đường kính thân 0,48m, nặng 1,3 tấn, cùng tầm hoạt động hơn 250 km. Với phạm vi hoạt động như vậy, Storm Shadow có tầm bắn xa gấp 3 lần so với HIMARS và chỉ kém khoảng 50 km so với hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATACMS do Mỹ sản xuất. Tầm bắn này đủ để bao phủ nhiều vùng mà Nga đang kiểm soát ở Ukraine. Vũ khí mới mà Ukraine nhận được có thể thiết kế để tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao hơn, sử dụng các hệ thống dẫn đường khác nhau được lắp đặt bên trong. Hệ thống dẫn đường của tên lửa bao gồm dẫn đường quán tính INS, hệ thống định vị toàn cầu GPS và dẫn đường tham chiếu địa hình giúp kiểm soát tốt hơn đường đi và tấn công mục tiêu chính xác. Ngoài ra, tên lửa được trang bị đầu dò hình ảnh hồng ngoại thụ động. Storm Shadow được lập trình với mọi chi tiết về mục tiêu và đường đi trước khi xuất kích. Sau khi được phóng ra khỏi máy bay, tên lửa đi theo quỹ đạo được lập trình sẵn ở tầm thấp với sự trợ giúp từ dữ liệu cập nhật liên tục của hệ thống định vị bên trong. Sau đó, nó sử dụng công cụ tìm kiếm hình ảnh hồng ngoại so sánh hình ảnh khu vực thực tế với hình ảnh được lưu trữ cho đến khi tiếp cận mục tiêu. Về đầu nổ, bóng bão trang bị đầu đạn nổ xuyên giáp hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên mở đường cho giai đoạn thứ hai bằng xuyên thủng bề mặt mục tiêu, trước khi đầu đạn chính thâm nhập vào trong và phát nổ. Tên lửa Storm Shadow được trang bị hệ thống động cơ phản lực Turbomeca Micro Turbo TRI-6030, có thể tạo ra lực đẩy 5,4 kN. Website của MBDA Missile System, công ty châu Âu sản xuất Storm Shadow cho biết, sau khi phóng, vũ khí hạ độ cao theo địa hình để tránh bị phát hiện. Khi tiếp cận mục tiêu, thiết bị tìm kiếm hồng ngoại tích hợp của nó đối chiếu hình ảnh mục tiêu với hình ảnh được lưu trữ để đảm bảo tấn công chính xác và giảm thiểu thiệt hại phụ. Theo ông Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, việc đưa Storm Shadow vào chiến trường sẽ giải quyết những thách thức chiến thuật nghiêm trọng mà Ukraine hiện đang phải đối mặt. Theo chuyên gia này,
Đầu đạn tên lửa này có thể xuyên thủng các mục tiêu kiên cố, trong khi năng lực tàng hình sẽ giúp nó khó bị phát hiện và đánh chặn. Những tên lửa này sẽ giúp Ukraine đánh trúng các trạm chỉ huy và kiểm soát, cơ sở hậu cần, nơi tập hợp các binh sĩ Nga. Chuẩn đô đốc Mỹ Tim Woods nhận định như vậy trong một cuộc phỏng vấn với trang Breaking Defense hôm 15 tháng 5. Vì vậy, Nga sẽ phải chuyển các trung tâm hậu cần ra xa tiền tuyến hơn, cũng như tái tổ chức các hệ thống phòng không. Các chuyên gia dự đoán Storm Shadow cũng sẽ khiến Nga đổi chiến thuật, chuyển về phòng thủ để bảo toàn lực lượng và trang thiết bị trước các đợt phản công tiềm năng của Ukraine. Ngoài ra, Ukraine cũng có thể sử dụng tên lửa Storm Shadow để phân tán sự ưu tiên của Nga. Cụ thể, nó sẽ khiến các chỉ huy cấp cao của Moscow cảm thấy bất an hơn vì đang nằm trong tầm bắn của Kiev. Việc buộc các chỉ huy Nga phải lo sợ cho an toàn cá nhân là một cách hiệu quả để làm giảm sự tập trung và hiệu quả để ra quyết định trên chiến trường. Nếu biết cách kết hợp năng lực của Storm Shadow với các đòn tâm lý, loại vũ khí này có thể sẽ tạo ra ưu thế rất lớn cho Ukraine. Khi được sử dụng cùng với các vũ khí như JDAM và HIMARS, Storm Shadow sẽ khiến Nga phải suy nghĩ nghiêm túc hơn nhiều về phạm vi mà người Ukraine có thể tấn công lại họ. Trên chiến trường, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công tại ít nhất 4 khu vực của tiền tuyến vào hồi đầu tháng 7. Tiến bộ đã được ghi nhận tại các khu vực Rostolivka, cách Bakhmut 18 km về phía Bắc, và gần Klitschivka. Các nguồn tin từ Nga cho biết quân đội Ukraine vẫn đang tiếp tục tiến quân dọc theo biên giới hành chính giữa các tỉnh Zaporizhia và Donetsk và đã đạt được tiến bộ về phía tây nam Velika Novosika. So với các cuộc phản công trước đây, chiến thuật tác chiến hiện tại của quân đội Ukraine cho thấy sự thu hẹp quy mô bộ binh và số lượng xe bọc thép. Ở miền nam Ukraine, các hoạt động tác chiến thậm chí chủ yếu diễn ra dưới hình thức trinh sát, thám báo. Điều này cho thấy quân đội Ukraine hiện không chủ trương mở chiến dịch quy mô lớn để nhanh chóng tiến chiếm lãnh thổ. Điều này phù hợp với các tuyên bố chính thức của Ukraine, vốn luôn nhấn mạnh rằng quân đội của họ chưa tung ra các lực lượng chính và cuộc phản công vẫn chưa bước vào giai đoạn chính. Ông Cherevati, phát ngôn viên của chiến khu miền đông Ukraine cho biết vào ngày 1 tháng 7 rằng Nga gần đây đã chuyển một trung đoàn lính dù từ hướng Liman đến Bakhmut. Video từ ngày 30 tháng 6 cho thấy, trung đoàn dù cận vệ số 137 thực hiện một nhiệm vụ cách Bakhmut 18 km về phía Bắc. Ukraine cho rằng quân đội Nga đã thay thế quân đoàn dù theo hướng Liman bằng lực lượng phòng vệ nội địa. Điều đó cho thấy rằng quân đội Nga có thể đang tái triển khai nhiều binh lính tinh nhuệ hơn đến khu vực Bakhmut và thay thế các binh sĩ tinh nhuệ bằng đội hình kém hơn. Rất nhiều người đồng ý rằng Bakhmut có giá trị tuyên truyền hơn là giá trị quân sự. Và quân đội Nga có thể tập trung quân tinh nhuệ ở khu vực Bakhmut để duy trì chiến thắng tuyên truyền này. Nếu lực lượng tiếp viện mà Nga đã gửi đến Bakhmut không đủ để duy trì lợi ích của Nga trong khu vực, Bộ Chỉ huy Nga có thể phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Họ có nguy cơ mất Kherson hoặc Lugan hoặc phải dần dần rút quân về phía nam Ukraine. Một bản cập nhật tình báo do Bộ Quốc phòng Anh công bố vào ngày 1 tháng 7 xác nhận rằng các lực lượng Ukraine đã thiết lập một đầu cầu trên sông Dnipro ở tỉnh Kherson. Quân đội Ukraine gần như chắc chắn đã triển khai gần bờ phía đông của cây cầu Antonovsky bị phá hủy. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, nếu quân đội Ukraine tiến vào khu vực này, tình hình của quân đội Nga canh giữ lối vào Crimea ở Kherson và Zaporizhia sẽ trở nên tồi tệ hơn. Một đầu cầu có thể cho phép hàng chục binh sĩ Ukraine tiếp cận cánh trái của Nga, mở ra những mặt trận mới có thể gây thiệt hại cho hệ thống phòng thủ vốn đã quá căng thẳng của Nga. Lúc này, Nga đã xây dựng được một phòng tuyến khá kiên cố ở Ukraine. Nhưng giới quan sát tin, hệ thống này có những lỗ hổng mà Ukraine có thể khoét sâu để giành lợi thế. Một tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công, lực lượng Ukraine đã tung nhiều đợt tiến công thăm dò hệ thống phòng thủ Nga ở Bakhmut, Donetsk và Zaporizhia, nhưng chưa có những trận đánh tái chiếm lãnh thổ chóng vánh như hồi cuối năm ngoái. Không ít người bày tỏ lo ngại rằng cuộc phản công của Ukraine diễn ra quá chậm chạp. Tuy nhiên, theo Mick Ryan, chiến lược gia và là tướng quân đội Australia về hưu, dù tốc độ không như kỳ vọng, chiến dịch phản công của Kiev có lẽ vẫn diễn ra gần như những gì các chỉ huy cấp cao của Ukraine mong muốn. Tướng Ryan cho rằng, người Ukraine hiểu rõ quân đội Nga hơn bất kỳ ai.
các lãnh đạo cấp cao của họ từng học tại trường quân sự Nga và có kiến thức sâu rộng về học thuyết tấn công lẫn phòng thủ của Nga. Do đó, Ukraine sẽ nhận định rằng dù vững chắc đến đâu, phòng tuyến Nga vẫn có những lỗ hổng mà họ có thể khai thác. Đầu tiên là lỗ hổng về quân số. Nga bắt đầu xây dựng phòng tuyến ở miền đông và miền nam Ukraine từ cuối năm ngoái, khi tướng Sergei Surovikin còn nắm quyền tổng chỉ huy chiến dịch. Lực lượng Nga dự định bảo vệ phòng tuyến này bằng hơn 300.000 quân dự bị được huy động từ lệnh động viên một phần cuối năm ngoái. Song, Nga đã chịu thương vong lớn trong những trận đánh sau đó. Hồi tháng 5, người phát ngôn Nhà Trắng nói rằng Nga tổn thất khoảng 100.000 lính kể từ đầu năm nay. Hậu cần cũng là vấn đề đối với quân Nga, theo Ryan. Cuối năm ngoái, nhiều thông tin về tình trạng thiếu đạn dược của lực lượng Nga nổi lên. Do đó, lực lượng Ukraine đã liên tục nhắm mục tiêu vào các kho đạn của Nga trước thềm cuộc phản công. Trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 4 tháng 7, Đô đốc Tony Radakin, tư lệnh lực lượng vũ trang Anh cho hay Nga năm ngoái bắn 10 triệu quả đạn pháo, song họ chỉ có thể sản xuất nhiều nhất 1 triệu quả mỗi năm. Nga cũng mất 2.500 xe tăng và chỉ có thể sản xuất tối đa 200 chiếc mỗi năm. Radakin nhận định, lực lượng Nga đã mất gần nửa năng lực tác chiến và đang yếu đến mức không đủ sức phát động các đợt phản công. Lỗ hổng thứ ba của lực lượng Nga là chiến thuật phòng thủ. Phòng tuyến của Nga hiện nay được xây dựng dựa trên chiến thuật phòng thủ theo tuyến của tướng Surovikin, người sau đó đã mất chức tổng chỉ huy chiến dịch và chưa xuất hiện trước công chúng kể từ sau cuộc nổi loạn của Wagner. Học thuyết này của tướng Surovikin áp dụng chiến thuật phòng thủ từ xa, đồng nghĩa Nga triển khai lượng lớn lực lượng chiến đấu ra phía trước hệ thống hầm hào công sự chính để chủ động chặn đánh quân Ukraine tiến công. Tuy nhiên, đây là chiến thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi nếu họ bố trí quá nhiều quân ra phía trước theo cách này, phòng tuyến phía sau sẽ mỏng hơn. Nếu Ukraine đột phá qua được tuyến đầu tiên, họ sẽ nhanh chóng nhận ra các tuyến phía sau kém vững chắc hơn nhiều. Sau cuộc nổi loạn của Wagner tháng trước, lỗ hổng về thiếu gắn kết cũng xuất hiện trong nội bộ quân đội Nga. Wagner được cho là lực lượng chiến đấu hiệu quả ở Ukraine, nhưng giờ họ khó có khả năng tiếp tục vai trò trên chiến trường như trước. Quân đội Nga gần đây đã thông báo tước vũ khí hạng nặng của Wagner và các tay súng trung thành với ông trùm Yevgeny Prigozhin nhiều khả năng cũng sẽ tới Belarus. Điều này đồng nghĩa Wagner sẽ không tham gia vào bất cứ nỗ lực phòng thủ hay tiến công nào của Nga trong tương lai. Việc thiếu lực lượng Wagner có thể tạo ra khoảng trống về kinh nghiệm và hiệu quả chiến đấu ở tiền tuyến mà Nga khó có thể lấp đầy. Những lỗ hổng này có thể khiến phòng tuyến Nga nhanh chóng suy yếu khi Ukraine tìm ra chiến thuật công kích hợp lý. Và để khai thác tối đa những điểm yếu đó, quân đội Ukraine cần vạch ra chiến thuật phù hợp với thực tế tình hình. Đầu tiên là tăng cường khả năng sống sót của lực lượng Ukraine. Khi không có ưu thế trên không, bằng cách không tập trung lượng lớn binh sĩ trong một khu vực nhỏ, phân tán lực lượng là chiến thuật rất quan trọng trong cuộc chiến mà lực lượng Nga được cho là có ưu thế vượt trội về hỏa lực pháo binh và không quân. Người Ukraine sẽ xem đây là cách tiếp cận hiệu quả, giúp họ duy trì sức mạnh chiến đấu tốt nhất có thể trong khi thực hiện các hoạt động quy mô nhỏ để thu thập thông tin tình báo cho các mục tiêu lớn hơn. Bằng cách chia lực lượng phản công thành từng phân đội nhỏ tấn công ở nhiều điểm cùng lúc, Ukraine có thể khiến các chỉ huy quân đội Nga bối rối và khó nắm bắt mũi tiến công chính của họ là ở đâu. Điều đó buộc người Nga cũng phải dàn mỏng lực lượng phòng thủ trên tiền tuyến dài hơn 1.000 km. Ukraine chỉ cần chọc thủng một điểm trên phòng tuyến cũng có thể gây ra tác động dây chuyền với các điểm phòng thủ khác của Nga. Khi lực lượng đối phương bị dàn mỏng và thiếu khả năng chi viện cho nhau, quân Ukraine có thể chia cắt đối phương và giành lợi thế. Và đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Nếu yêu thích video, quý vị làm ơn hãy bấm like và đăng ký kênh như một hình thức ủng hộ đơn giản nhất dành cho ekip. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.